Quả liệu. Có ai biết quả lệ quả liệu? Quả lệ là quả lê đúng không? Cái quả này Ly Xả rất thích ăn. Và thường thường á, nó cứ ngả màu như thế này á, là nó mềm lắm. Cho nên Ly Xả không thích ăn. Mà chỉ thích ăn khi mà nó rất là xanh á, thì nó giòn, thì nó ngon. Ly Xả rất thích ăn cái quả này, quả lê. Nhưng vừa rồi Linh Xà có mua cái quả này về. Thường á, Linh Xà mua quả xanh về để trong tủ lạnh, để đến 2-3 hôm mà mình không ăn ngay á, không ăn hết ngay mấy quả, mình chỉ mua 2-3 quả, 3-4 quả thôi, mỗi ngày ăn quả chẳng hạn vậy. Linh Xà mà ăn quên mất công ăn á, chỉ để 3 hôm thôi là cái quả này nó chín như thế này. Chín như thế này á, thì nó sẽ rất là mềm. Nhưng hôm nọ Ly Xà đi mua cái quả này, Ly Xà để đến nó ngả màu vàng như thế này rồi mà nó vẫn cứ giòn. Thì các bạn thử nghĩ xem là có thuốc hay là không có thuốc. Đó. Cho nên bây giờ mà mấy hôm, có hôm Ly Xà mua về, thế xong Ly Xà để hôm nọ để quên ở dưới không ăn. Thế lúc sờ ra vẫn thấy nó cứng, vẫn thấy giòn. Như là wow, sao mọi lần mình mua mình chỉ cần hơi ngả màu vàng thôi, chưa có vàng hẳn như thế này là nó đã mềm lắm rồi, mà tại sao lần này á nó thành màu vàng như thế này rồi mà sao vẫn giòn, không dám ăn nữa. Không dám ăn nữa các bạn. Đó, các bạn bảo họ thử hỏi cái ở đây có cái thuốc gì không, thì tự các bạn thử suy nghĩ xem. Tại vì cái quả này á, rất là nhiều người ăn và biết là nó rất là nhanh nhanh chín, nhanh mềm. Đó. Cho nên mọi người cứ nói là chứ bên Tây này cái gì cũng không có hóa chất, trên này cái gì, bên này mới là nhiều hóa chất. Nói cho mọi người biết là như vậy. Và lần trước đi xả xem một cuộc biểu tình ở bên Hồng Kông á, có một người người ta nói này này. Chúng mày tưởng rằng ở bên bên hải ngoại nó không có độc hại à, không có hóa chất à, bên đó nó cho phép được được sản xuất ra những cái thứ hóa chất độc hại, nhưng ở những cái nước Á Châu này không cho phép làm như thế, chỉ có tự con người mình là tự hại mình thôi, chứ còn cái đất nước đó nó không không cho phép được sản xuất ra những cái độc hại cho con người. Đó, cho nên nhiều khi nhiều người ở đây cứ so sánh này so sánh kia, là ở bên này nhiều sạch sẽ, đúng thật nhìn nó rất sạch sẽ nhưng ở trong này nó có cái gì đâu, ai biết được đâu, cứ thế đớp thôi. Một lần Lisa Xà đi ngày xưa đi đi học á, thì bà giáo bà ấy nói với Lisa Xà chứ con tao mua một cái McDonald's về ăn mà nó thử thí nghiệm, nó để một tuần mà cái bánh vẫn không hỏng, không bị thiêu, không bị có mùi miếc gì hết. Thì bà ấy nói với cả lớp như vậy. Thì các bạn thử nghĩ xem ở bên này người ta có cho thuốc vào không? Đương nhiên là có rồi. Nhưng mà những cái người ở bên này lại nói là chứ nhưng mà cái thuốc đấy nó không độc hại nhiều như ở Việt Nam. Lấy xà chẳng biết độc hại như thế nào, nhưng mà bố đi xà ở Việt Nam bây giờ là 80 mấy tuổi rồi vẫn sống khỏe mạnh. Đó. Nên mình ở bên này không biết mình sống được bao nhiêu năm. Mà thấy như hầu như ai ở bên này cứ ngoài ngoài 60 là bắt đầu thuốc men rồi đi bệnh viện, chỉ có no đi bệnh viện mới để đi bác sĩ mới để gì thôi. Đúng không? À, chào các bạn nhé. Hôm nay buồn buồn nên anh ngồi nói chuyện chơi. Chào mọi người. Có ai có cái đề tài gì vui vui không? Không thấy bao chết hết rồi à? Chào cả nhà. Có ai có cái đề tài gì vui vui không? Bà quen nó chết linh lắm, chỉ nhắc nó đội mồ dậy. Cái gì? Bò vào sủa bây giờ. Nghe chị đang muốn cho chúng nó vào, chúng nó chửi hay là chúng nó nói gì á. Vừa rồi Ni Sà con vào nói về cái vụ là 30 tháng 4 ấy. Trời ơi, các bạn có nhìn thấy không, mười mấy ngàn người vào
mười mấy ngàn người vào xem, nhưng mà chỉ có năm sáu bốn năm sáu đứa gì đó ba que nó vào nó chửi. Thì thôi thì cũng thông cảm cho chúng nó, bây giờ già rồi không biết gì, chờ mãi không thấy không thấy gì, không thấy cộng sản sụp đổ, thì bây giờ nó vào ấy nó chửi cho nó đỡ đỡ tức thôi, bây giờ kệ nó đi. Nhưng mà vừa rồi đi sáng nghe thấy thằng ngu kỹ à, nó nói chuyện với mấy người ấy. Cứ mỗi lần nó nói nó hết hết lý luận rồi bắt đầu sao sao cộng sản tốt đấy, sao mày không về sao không về Việt Nam mà sống, không còn cái gì để nói nữa. Vậy mà chúng nó nói chúng nó yêu nước, tại sao chúng nó không ở lại Việt Nam để chúng nó bảo vệ quê quê hương tổ quốc nhỉ? Mà chưa gì nó đã tụ quần nó chạy mất tiêu rồi mà nó sang đây nó cứ thà chết cho quê hương mới lại cái gì. Ôi giời ơi, ở đây nó ăn no xong nó hét lên nó bảo thà chết cho quê hương. Anh là ba que nè, anh nào vậy? Quý Vũ Lê à? Bên đấy vào đông rồi đúng không? Đúng rồi, ba que ba càng bên này ba que sắp chết hết rồi, lừa đảo nhau rồi, cộng đồng cộng điếc rồi lừa loạn hết cả lên, đấu đá nhau tùm lum tùm liếc lên, đâu có thằng nào tử tế gì đâu, không khổ quá. Bên bên này sắp bắt đầu lạnh rồi, bọn ba que thì bây giờ nói lên chúng nó là chỉ có chửi là hay thôi, không còn cái gì để hay nữa. Lê Sà chỉ muốn bọn ba que nó chửi để mình chửi nhau. Bọn ở bên này lừa hết mấy ông bà già rồi, bây giờ làm gì còn ai nữa các bạn thấy không? Chỉ có được ba mống cố cố đấm ăn xôi ấy. Bây giờ ở Úc này nó không cho phân nữa rồi, nó không cho cái băng đảng cộng đồng với phân nữa rồi, hết phân rồi. Bây giờ làm gì? Bây giờ chỉ còn chuyển sang làm ăn kiểu như là đại nhạc hội này kia các thứ, xong rồi quyên góp được thằng nào mạnh thằng nào, quyên góp được đồng nào thì hay đồng đấy đó. Chứ bây giờ ở đây ai người ta cũng phải đi làm đi ăn rồi, tiền mẹ đâu mà suốt ngày mà đóng góp cho chúng nó. Bây giờ chỉ chúng nó chỉ chuyển hướng là giống như là mở đại nhạc hội xong rồi kêu người ta tới ăn ăn xong rồi lấy lời như thế thôi, chẳng hạn như thằng con đi xả chẳng hạn vậy, nó đến ngày sinh nhật của nó mở sinh nhật ra thì mỗi thằng bạn nó lại mang đến nó lại tặng cho mấy chục, thế là nó có một ít tiền thôi, mặc dù là đồ mẹ nó bỏ ra để cho chúng nó làm sinh nhật. Thì cái đấy cũng là một cái cách để chúng nó làm ăn, tại vì bây giờ Việt Nam hàng bao nhiêu triệu dân đúng không các bạn, những người ca sĩ bây giờ người ta chạy hết về Việt Nam người ta làm ăn rồi, thế thì cái thằng ngu kỹ nó sẽ nói gì, tại sao mọi người không hỏi nó tại sao bây giờ người ta chạy hết về Việt Nam người ta làm ăn, tại vì cái Việt Nam bây giờ rất là đông dân cư, làm ăn rất là dễ, nếu mà người ta chạy nhảy về Việt Nam người ta có đầu óc làm ăn người ta rất là hay. Chứ còn ở bên này làm gì còn ai bây giờ ở cái đất nước này nói tiếng Anh đâu có nói tiếng tiếng Việt Nam đâu đúng không, làm cái gì bây giờ. Thế là bây giờ mở đại nhạc hội ra thì quay đi quẩn lại có mấy cái người già già hay là những người buồn buồn thì ra đấy chơi rồi nhảy nhót này kia các thứ thôi, chứ còn làm sao mà kiếm được ăn bây giờ bằng ở Việt Nam bây giờ. Cho nên là tất cả những người ca sĩ rồi này kia các thứ người ta chạy hết về Việt Nam là như vậy, giống như Hồng Kông vậy đó các bạn biết không, cái dân Hồng Kông ấy, nó cũng là dân Trung Quốc gì, cái đầu óc làm ăn của nó hay lắm. Từ cái ngày mà chưa trả trả Hồng Kông về cho Trung Quốc ấy, cho dù những cái hãng phim này cái các thứ có bao giờ nó nói xấu Trung Quốc đâu, nó biết rằng một ngày
cái Hồng Kông cũng sẽ trả lại cho Trung Quốc, thì cái số lượng người ở Trung Quốc rất là đông, cho nên nó cái thị trường của nó đông, cho nên nó nhắm vào cái thị trường của Trung Quốc. Khi mà mở trả lại cho Trung Quốc một cái là chúng nó bây giờ diễn viên điện ảnh này kia các thứ nó về hết Trung Quốc nó làm, mà cái dân của nó đông như thế làm ăn rất là dễ, mà nó mở cái thị trường ở đấy nó sang sang Trung Quốc nó làm ăn vừa rẻ lại vừa kiếm được nhiều tiền, lại đông dân cư. Chứ cái Hồng Kông nhỏ bé xíu các bạn có biết không, talk show là chỉ nói độc thoại trên sân khấu thôi, mà cái thằng gì mà người gầy gầy á, cái vé của nó bán ra đến ngoài á, buôn vé như ngày xưa ở Việt Nam là có, hay có những cái con bé buôn 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 vé xem phim á, nó lên đến 2.000 đồng một cái vé đi vào xem độc thoại của nó, kinh chưa? Mà người Việt Nam mình á, ví dụ như là ở bên này đi, có bỏ ra 100 đồng hơn 100 đồng để vào nghe chúng nó độc thoại không? Đâu, cái nghề đấy chắc người Việt mình ít có. Sau này có thể là có những cái người người ta giỏi, người ta nói hay á, thì có thể thu hút được khán giả, nhưng mà ở bên Hồng Kông nó hay lắm. Và khi mà nó trả về trong Trung Quốc một cái, nó nhắm vào cái thị trường đấy một cái là nó nhảy vào vào Trung Quốc nó làm ăn ngay. Thì tại sao người ở hải ngoại không nghĩ như vậy mà lại cứ suốt ngày đấu đá nhau để mà làm cái gì không biết, nên sao cũng chả hiểu nữa. Tại vì hoặc là những cái người ở bên này hay cầm cờ hay đi biểu tình hay này kia các thứ, nói với các người ấy là như thế này này, mỗi lần đó mà các người đi về Việt Nam á, các người muốn về thăm quê hương đi chăng nữa, thì cái lãnh sự quán Việt Nam ấy nó phải cấp cái hộ chiếu, à không phải, cái gì, cái visa cho các người. Thì họ đã biết các người, tặng tòng tâm các người là ai rồi, khi các vị điền tên điền tuổi các thứ vào đấy mà người ta biết đã tặng tòng tâm các người là ai rồi, cái những cái người mà lãnh sự quán người ta ở đây làm gì, chỉ là như thế thôi. Thế các người cầm cờ lên biểu tình rồi làm những cái ba cái tầm bậy tầm bạ, rồi sau này các vị có dám vác mặt về Việt Nam nữa không? Tại sao mình phải ngu như vậy, trong khi cái đất nước là đất nước của mình ở kia rồi, một ngày mình cũng phải về đấy, mà tại sao chống đối với chửi bới để làm cái gì? Cái cộng đồng đấy có 3 4 người thôi Việt Nam mà họ có biết không, biết thừa đấy chứ. Mỗi lần Lisa về Việt Nam á, rồi như là cái bác gì bác nói, cứ chống đối ở đây, cứ chống đối cờ cộng sản thôi, nhưng mà ở trong cái passport của ông bà nào mà về Việt Nam có cái cờ của cộng sản không, có cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không, viết to tổ bố như thế, sau lần sau mà về Việt Nam mà xé cái đấy đi, đừng có để cái đấy ở trong passport, đúng không? Cái quyển hộ chiếu đấy, mỗi người bây giờ đang, những cái người đã từng về Việt Nam rồi có ôm lá cờ đấy không? Có chứ, lại còn ôm chặt nữa, giữ chặt nữa. Không giữ chặt thì chạy đâu. Cho nên là nên xả thấy mấy mấy cái bọn mà lãnh đạo ở đây nó khốn nạn, nó toàn đưa người ta vào những cái con đường khó xử thôi, các bạn thấy không? Nếu mà ví dụ như những cái người ấy, cứ nên xả thấy chúng nó ở đây, cái lần ấy Lisa đi xem đại nhạc hội ấy, nó công khai là nó là Việt Tân luôn, ở trên nó mặc áo dài này xanh rồi này kia, cứ cứ đọc cái gì ba lăng nhăng như giả trả để ý nghe. Nhưng mà cái lúc đấy Lisa chưa biết Việt Tân là cái gì, sau này mình lên trên trên Facebook mình xem rồi này kia các thứ mình mới biết Việt Tân là bọn nào. Thì Lisa thấy là nó đứng nó đọc, nó công khai nó là Việt Tân luôn đó. Như thế Nisa nghĩ rằng những cái người đấy người ta cũng không để ý giống như Nisa đấy, người ta chỉ thấy vui thì người ta chơi thôi, có thể có khả năng là như vậy. Mà cái bọn lãnh đạo cộng đồng ấy thì nó lại làm ra những cái chuyện như thế, thì thử hỏi rằng ví dụ những cái người đấy người ta muốn về Việt Nam chơi hay là người ta muốn về thăm quê hương bà con này kia các thứ,
Thì có phải chính chúng nó là cái lỗ mà đưa người ta vào một cái chồng không? Đúng không? Rồi á, cho nên là nhiều khi nên xài nhìn thấy, nhưng mà nói ra thì người ta lại bảo mình là trứng khôn ăn dặm hay là cái gì á. Có những ông cha ở Việt Nam sang bên này thì bắt đầu người ta mới tổ chức một cái hội gì đó, xong rồi quyên góp, xong rồi cho tiền. Thì những cái đấy thì không, thì sang nghĩ không có gì cả. Nhưng mà đây này, cái bọn ở bên này nó quyên góp xong nó bảo là nó gửi về để nó ủng hộ cho cái ông thằng cha nào ở Việt Nam để đi kêu gọi dân tình lên biểu tình á. Hôm nào Lisa kỷ niệm cho cái cốc để lúc nào lại cốc gì? Cốc này à? Cốc này to. Cốc này á, cái gì nhỉ, được mấy tác dụng á, ăn súp, mình ăn súp mình cũng cho vào, mình làm luôn cái để ăn súp. Muốn Việt cộng sắp đổ hơn ba que chờ 5.000 năm nữa. Đúng rồi, ôi giời ơi, cái bọn ấy nó giống như là cái bọn buồn đời, nó tụ tập vào nó lừa đảo người ta đấy. Ở đây này đang đang nói cái thằng chủ tịch băng đảng cộng đồng gì ấy, ăn ăn chặn tiền của người ta quyên góp, xong rồi nó đưa cả giấy tờ các thứ, mấy người đưa chụp cả giấy tờ bằng chứng lên trên này này. Nên sao nghĩ cái đấy đấy, thì như này này, ở đây nó có một cái luật đó, là ví dụ như là trong một cái hội nhóm đấy mà trong đấy cái những cái người đấy người ta kiện thì mới được, chứ còn đâu phải ai cũng kiện được đâu. Tại vì ở đây á, là chuyện gì nó ra chuyện đấy. Chẳng hạn như hôm Lisa bị ông xã lên xã lái xe xong rồi đâm vào đít cái thằng mấy cái bọn Tây á, thì nó nhảy xuống nó chửi ầm lên, xong rồi nó quay ra nó thì thấy xả lúc đấy cũng không biết, không biết, thế mình mới gọi cảnh sát. Thì nó cứ đứng ở dưới nó chửi ầm lên như Lisa đã từng nói đấy, thì nó nói những cái giọng rất là kỳ thị. Thì đến khi police nó tới, xong Lisa mới nói là nó kỳ thị tao, nó nói như thế, là Lisa nói cho nó biết là nó kỳ thị, nó nói những cái giọng như vậy. Thì các bạn có biết đi cảnh sát nó nói gì không? Nó bảo chứ tao đến đây là vì bị tai nạn xe chứ không phải để giải quyết cái chuyện này. Có nghĩa là chuyện gì nó ra chuyện đấy. Ví dụ mình muốn kiện cái bọn kia mình phải đến đúng cái lời ấy, mình kiện mình có bằng chứng có này kia các thứ mình mới kiện được nó. Chứ không phải chuyện gì cũng là cảnh sát nó giải quyết đâu. Nó tao đến đây vì tai nạn xe chứ không phải vì chuyện đó. Thế là mình im re luôn. Đó, các bạn thấy không? Cho nên là như ở trong một cái cộng đồng ấy, ví dụ như có cái chuyện gì thì chỉ trong những cái người ở trong cộng đồng ấy phải lên tiếng thì cái đất này nó mới xử. Chứ nếu mà ai cũng im, ai cũng nghĩ rằng ôi kệ cha nó rồi, nó cũng chẳng đáng bao nhiêu với mình chẳng hạn như vậy. Thế là ai ở trong cái cộng đồng ấy cũng im, thì những cái thằng mà nó ăn chặn rồi nó lừa đảo ấy thì nó cứ thế nó làm thôi, vì nó biết quá, nó quá hiểu dân Việt Nam mình rồi. Dân Việt Nam mình nhiều khi không thích phiền hà đúng không? Chẳng hạn như là người ta không thích nói những cái gì xảy ra đâu, người ta không dám nói nữa tại vì người ta không thích phiền cho mình. Chẳng hạn như Lisa nói như thế này, người ta sẽ nghĩ Lisa là ôi con dở hơi, cái giống như là không phải chuyện mình lo lắm gì đó. Thì đương nhiên là chả phải chuyện của mình đâu, nhưng mà mình nghe trái khoáy thì mình cũng phải lên tiếng chứ. Nhưng mà người Việt mình ở đây thường sống cái kiểu như thế, ai biết nhà đấy, cho nên là không nghĩ xa được một tí. Thì đến cái khi mà trong ở trong cái cộng đồng hay là những cái thằng nó lừa bịp ấy, nó hiểu quá cái dân mình rồi, rồi nó lại bắt được cái top của những cái người ở trong cộng đồng ấy chẳng hạn,
thì nó cứ thế nó làm thôi, nó chẳng sợ cái gì cả, tại vì chúng nó cũng hiểu luật mà, chính cái bọn đấy nó mới là hiểu luật, cho nên là những cái gì mà phạm pháp chúng nó đâu có ra mặt chúng nó làm đâu, nó toàn những là cho cái bọn râu ria mấy cái bọn là ù ù cạc cạc ấy chúng nó làm thôi. Chẳng hạn đe dọa người này người kia, đâu có bao giờ những cái thằng chủ tịch cộng đồng nó dám lên tiếng, nó bảo là tao sẽ kiện mày hay là cái gì đâu, đâu có bao giờ dám đâu. Toàn những cái thằng râu ria rồi những cái thằng theo đó màn tàn đó, dở dở ương ương nó làm thôi, chứ có bao giờ cái bọn lãnh đạo nó ra mặt nó làm những chuyện đấy đâu. Cho nên những cái người nào mà sống ở hải ngoại ấy, nên hiểu đi một tí, mình trước tiên là mình sống ở đâu mình phải hiểu được cái pháp luật ở đó để mà mình lựa cách mình sống, chứ đừng có kiểu như là nghe ở trong cái cộng đồng nào là cái gì đấy, sáng nghe thấy mấy là cộng sản nằm vùng rồi sẽ bị cảnh sát bắt, rồi có cái thằng nào nó nói cái gì à, mày có giỏi mày ra đồn cảnh sát mày nói tao là cộng sản à, Việt Cộng nằm vùng đi, nói thì làm sao ở đây chả làm sao cả, Việt Cộng nằm vùng gì ở đây á, cái gì nó ra cái đấy. Ví dụ như là mình muốn kiện bất cứ một ai mình phải có đầy đủ bằng chứng, hoặc là mình nói một người nào ăn hối lộ hay là mình nói một người nào như thế nào ấy, tất cả những cái gì nó phải có trên giấy tờ. Ví dụ như là Lisa đi đi ra lấy cái phone chẳng hạn, Lisa đã mang cái phone về rồi, Lisa đã ký xuống cái tờ giấy là tao đã lấy cái phone này, thì Lisa không còn cách nào để mà cãi lại với nó nữa, đúng không? Trừ khi mình có cái bằng chứng gì là lúc đấy mình nhận cái phone là trong cái phone đấy nó không có cái pin, đúng không? Thì là Vũ gì vừa nói gì à, đấu với Lisa phạm sao? Lisa đâu có tốt nghiệp trường chửi đâu. Lisa chửi nó, Lisa chịu thua rồi. Chửi nhau thì Lisa chịu thua rồi. Nó cứ mồm nó, các bạn thấy khai dân trí. Khai dân trí. Lisa không không có dám nói cái câu khai dân trí. Mình chỉ là cái người sống dù sao cũng ngưỡng nửa đời người rồi, thì những cái gì mình trải qua trong kinh nghiệm trong cuộc sống hay là những cái gì mình nhìn thấy thì mình nói để chia sẻ với tất cả các bạn ở trên đây. Cái Facebook cũng là cái chỗ để cho mình chơi thôi, cũng giống như mình đi, người này thì thích thích đi đi chợ đi shop để mua quần áo, hay là có người thì đó thích đọc truyện tình hay là tiểu thuyết hay là thích cái này thích ca nhạc. Thì Lisa thích rằng có những cái kinh nghiệm trong cuộc sống thì mình chia sẻ cho bạn bè hay mọi người. Thì Lisa chỉ nói lên những cái gì mình nhìn thấy, mình gặp và mình suy nghĩ thôi, chứ không dám nói cái câu khai dân trí. Dân trí có nghĩa là họ phải thật là siêu và họ cao thủ lắm, họ hiểu biết nhiều lắm thì họ mới dám dạy người khác. Nó tự cho mình là cao siêu để dạy người khác. Nhưng mà thực sự những cái lời chúng nó nói toàn chửi, chửi bới thôi thì làm sao mà thuyết phục được người ta, đúng không? Không được. Những cái dạng đấy nên sao không có nó nói chuyện với nó cho nó mệt người đúng không? Cái bọn ấy có lần đi xà vào xem nó nói đúng hai câu ấy, đi xà đi ra, từ đấy đi xà nhìn thấy cái mặt nó là không bao giờ vào nữa, không bao giờ xem nữa. Những cái đứa nào mà đi xà cảm thấy rằng xem nó không có cái ích lợi gì, không có cái gì đáng để cho mình suy nghĩ, đáng để cho mình xem ấy, là đi xà không bao giờ xem.